Bà nói cho rõ ràng nghe chưa? Ai vô phòng này cũng là tàn phai nhan sắc. Ý bà nói là trù dập người ta đó hả? Tôi không có nào ông. Chứ nói ai? Ý tôi nói là sếp Thanh á. Thanh sao? Ông thấy sao? Ông nói cô bé đó đẹp thì dĩ nhiên sếp Thanh đâu có chịu ai đẹp hơn mình đâu, đúng không? Lúc đó hả, sếp Thanh sẽ ra sức đàn áp. Cũng đúng. Bả là người quen với sếp tổng, nhân sự trong cái công ty này bả nắm hết. Bả mà ghét ai một cái, bả trù dập một cái là xong luôn. Ai dám nói bả? Ai nói? Không ai, ai nói. Không ai dám nói hết. Mình đẹp thua người ta, mình trù dập người ta là mình hèn, đúng không? Em đúng em rồi đấy. Vô gì quá đang đứng nói chuyện mà chào chị nào? Chào ai? Chào gì? Trời ơi, sắp tới sao mà không nói? Dạ. Dạ. Chào chị. Dạ. Chào đi. Dạ. Chào đi. Dạ em chào chị Thao. Lộn. Dạ chào chị Thanh. Chào chị Thanh. Rồi xong rồi. Cú này xong rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Nhã Hân, là nhân viên mới của phòng chúng ta. Dạ. Cô Hân mới ra trường, cũng chưa có kinh nghiệm gì hết, cho nên mấy anh chị giúp cô Hân làm quen với công việc nha. Dạ. Người cũ phải giúp người mới. Dạ. Giỡn gì? Mày mốt á, cảm ơn đụng vô người tôi nghe chưa? Trời ơi, tao đụng có chút xíu có mất mát gì đâu mà mày la dữ vậy mày. Tại vì tao thích mày nên tao mới thể hiện tình cảm vậy á. Cái gì? Anh thích tôi hả?